16 tác dụng của cây rau ngót phổ biến ở các miền quê. Cây rau ngót không chỉ là một loại rau nấu canh ngon, mà còn được sử dụng như một vị thuốc với nhiều công dụng tuyệt vời như chữa xót nhau, chữa chậm kinh, chữa tư lưỡi, chữa hóc, vân vân. Tuy nhiên có một điều hết sức lưu ý là phụ nữ đang mang thai không được ăn rau ngót, nhưng khi sinh xong rồi lại nên ăn nhiều. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đặc điểm và tác dụng cụ thể của loại rau này. Về công dụng và liều dùng. Lá rau ngót, ngoài việc dùng để nấu canh, còn được làm thuốc chữa các bệnh dân gian như tư lưỡi và xót nhau. Dưới đây là cách làm. Chữa xót nhau. Lá rau ngót 40g, rửa sạch giã nát, cho vào 100ml nước đã đun sôi để nguội, vắt ra chia làm 2 lần uống. Mỗi lần uống cách nhau 10 phút, sau chừng 15 đến 20 phút nhau sẽ ra. Có người còn dùng đơn thuốc này chữa chậm kinh cũng hiệu quả, có người chỉ giã nhỏ đắp vào gan bàn chân. Chữa tư lưỡi. Lấy từ 5 đến 10g lá rau ngót tươi, giã vắt lấy nước, thấm bông bôi lên lưỡi, lợi và vùng miệng trẻ em, chỉ 2 ngày sau là bú được. Chữa hóc. Giã cây tươi, vắt lấy nước ngậm. Tác dụng của rau ngót. Cùng tìm hiểu một số bài thuốc được sưu tầm từ rau ngót. 1. Táo bón, đổ mồ hôi trộn ở trẻ em. Lá rau ngót 30g, bầu đất 30g, bầu dục lợn 1 quả mà nấu canh cho trẻ em. 2. Trẻ đá dầm. Lá rau ngót tươi dùng 40g rửa sạch giã nát, chế thêm 1 ít nước đun sôi đã để nguội, gạn lấy nước trong chia làm 2 lần uống cách nhau 10 phút. 3. Trẻ tư lưỡi. Lá bồ ngót tươi lấy 10g rửa sạch giã nát, vắt lấy nước, dùng bông thấm đánh lên lưỡi, lợi và vùng miệng trẻ. 4. Xưng nhức bàn chân. Giã nhỏ lá bồ ngót, thêm chút nước muối loãng, đắp vào chỗ chân bị xưng nhức. 5. Đau mắt đỏ gây nhức nhói khó chịu. Dùng 50g lá bồ ngót, 30g lá dâu, 30g rễ cỏ xước, 30g rau má, 30g lá tre và 10g lá chanh, tất cả đều tươi, sắc đặc, lấy nước chia làm nhiều lần uống trong ngày. 6. Hôn mê do tai biến mạch máu não hoặc sốt xuất huyết. Dùng 50g dung đất phơi khô, 200g lá bồ ngót phơi khô sao qua, 100g đậu đen, cho 4 chén nước vào sắc nét khi còn nửa chén. Chia làm 2 lần uống, người bệnh không uống được thì đổ vào miệng. 7. Chảy máu cam. Lá rau ngót giã nhỏ, cho thêm đường và nước vào khoa uống, phần bã bọc vào vải nhét vào mũi. 8. Trẻ em sốt nóng nhiệt độ tăng. Lá bồ ngót rửa sạch giã nát, lấy nước cho trẻ uống, phần bã đắp vào tháp. 9. Nám da. Sang sinh tố lá rau ngót uống mỗi ngày, hoặc có thể giã nát rau ngót, cho thêm chút đường, đắp lên vùng da bị nám từ 20 đến 30 rồi rửa sạch. 10. Thanh nhiệt giải độc. Dùng lá bồ ngót tươi ép lấy nước uống hoặc nấu canh ăn. 11. Hạ huyết áp. Trong rau ngót chứa papaverine, có tác dụng chống co thắt cơ trơn, gây giãn mạch nên dùng để giảm huyết áp khá hiệu quả. Cũng áp dụng được cho cả người bị tai biến mạch máu não, do nghẹn mạch, tắc mạch, người bị vơ vữa động mạch, mỡ máu cao. 12. Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Người bị tiểu đường thường phải ăn ít thức ăn chứa nhiều tinh bột như gạo, ngũ cốc. Ăn rau ngót giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường nhờ chứa thành phần inulin, có khả năng sinh nhiệt chỉ bằng 1/9 chất béo. 13. Lợi sữa. Tốt cho phụ nữ sau khi sinh. Rau ngót giúp lợi sữa, giúp tăng lượng sữa nhờ hợp chất esterol có tính chất estrogen, tốt cho phụ nữ sau sinh vì có công dụng giải độc, thanh mát, vị ngọt, thanh lọc, ít chất béo, lợi tiểu, nhiều vitamin C, điều chỉnh nồng độ cholesterol, giàu đạm thực vật, giàu chất xơ, bổ dưỡng. 14. Giảm cân. Trong 100g rau ngót chỉ chứa 36 lalori nên khả năng sinh nhiệt thấp, ít lipid và glucid nhưng lại nhiều protein nên rất phù hợp với người đang giảm cân, bị tiểu đường hay các vấn đề về tim mạch,
có thể nấu canh hoặc ép lấy nước uống mỗi ngày. 15. Chữa cảm nhiệt gây ho suyễn. Trong rau bồ ngót chứa ephedrine, tốt cho người bị cúm gây ho suyễn. 16. Cải thiện đời sống tình dục cho nam giới. Rau ngót chứa hoạt chất estrogen có công dụng như một hormone sinh dục, giúp tăng hưng phấn quan hệ, tăng số lượng và chất lượng tinh trùng. Những lưu ý khi sử dụng rau ngót cần phải tránh. 1. Gây mất ngủ. Có báo cáo ở Đài Loan về việc uống nước ép rau ngót 150g trong thời gian dài từ 2 tuần đến 7 tháng đã gây ra tác dụng phụ là mất ngủ, khó thở và kém ăn. Tuy nhiên, triệu chứng này sẽ biến mất sau một ngày dừng sử dụng rau ngót. 2. Gây sảy thai. Như trình bày bên trên, do chứa hàm lượng papaverine cao có tác dụng làm co thắt cơ trơn tử cung, nên việc sử dụng rau ngót rất dễ gây sảy thai. Do đó, những phụ nữ có tiền sử đẻ non, sảy thai liên tiếp, thụ tinh trọng ống nghiệp và tránh việc sử dụng rau ngót sống. Những phụ nữ đang mang thai thỉnh thoảng có thể sử dụng rau ngót, nhưng không được thường xuyên và cần chọn rau nào sạch, chế biến chín mới nên ăn để đảm bảo an toàn. 3. Gây cản trở quá trình hấp thụ phốt pho và canxi. Quá trình trao đổi chất của rau bồ ngót hình thành nên glucocorticoid có khả năng cản trở quá trình hấp thụ phốt pho và canxi có trong rau ngót và của các thực phẩm ăn kèm với rau ngót. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ai bị gai cọt sống thì không nên bỏ qua bài thuốc cực đơn giản này. Sau khi dùng cho mẹ để khỏi bệnh gai đôi cột sống, chị Phương Loan đã chia sẻ bài thuốc này với bạn bè và mọi người trên Facebook. Chị đã tìm thấy nhiều đồng minh cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh. Ai có mẹ già bị đau xương khớp, đặc biệt là bị gai cọt sống, đều sẽ thấy xót xa vô cùng. Mỗi lần chứng kiến cảnh mẹ bị đau vùng cổ, thắt lưng, chị Phương Loan, quê gốc Đồng Nai, lại ứa nước mắt. Thương thay cho mẹ. Chỉ có điều, mẹ chị nhất mực không chịu đến bệnh viện. Bà cứ gàn con và bảo: mẹ sống chung với lũ cả 20 năm nay rồi, giờ đi khám làm gì cho phí tiền. Nhưng đấy là khi bà mới 70 tuổi, còn đi lại túc tắc được và thời tiết lúc đó ở miền Nam không quá khắc nghiệt. Sau đó, bà đã cùng cả gia đình chị Loan ra Hà Nội sinh sống, nên càng cảm nhận rõ rệt những cơn đau do căn bệnh này đem lại. Nhớ lại khoảng thời gian hãi hùng ấy, chị Loan chưa hết rùng mình. Tôi thương mẹ tôi lắm. Bệnh gai cột sống của bà khi ấy đã trở nặng đến mức suốt ngày đau tê ở cổ, rồi lan qua hai tay, đau dọc sống lưng xuống hai chân. Tôi có massage đấm bốt hay cho bà uống thuốc giảm đau cũng không ăn thua. Đêm đến, bà không dám làm phiền con cháu nên cứ rì rì khóc. Khi thời tiết ổn định thì mẹ tôi túc tắc đi khắp nhà, vui vẻ vì đỡ mệt, nhưng chỉ vài ngày sau, mức độ đau sẽ tăng lên gấp đôi. Khi tái khám, bác sĩ nói mẹ tôi đã bị rất nặng, dây thần kinh chèn ép quá nặng, không chừng chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ gặp chứng ống tủy, thu hẹp rối loạn đại tiểu tiện và mắc cảm giác toàn thân. Đến mức ấy thì mẹ tôi sợ quá, bà hốt hoảng xin tôi đưa đi khám. Của đáng tội là vì thằng cháu đích tôn vừa cưới vợ, vợ cháu lại đang mang bầu sắp đẻ. Mẹ tôi háo hức được nhìn mặt chắc nên rất muốn chữa khỏi bệnh, để vào Nam bế chắc một lần. Tôi chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện đông, tây y ở Hà Nội, nhưng tây y thì không tác động vì mẹ tôi đã cao tuổi, còn đông y kể cả chăm cứu cũng rất lâu khỏi. Buồn chán, tôi than thở với bạn bè qua điện thoại và đăng lên cả Facebook kêu la để đỡ stress. May thay cậu bạn cấp 3, khi đọc được chia sẻ của tôi, đã nhắn một tin nhắn đáng giá ngàn vàng. Mình sẽ mách cho mẹ cậu cách chữa bệnh bằng 3 loại thảo dược đơn giản: chanh, bưởi và ngải cứu. Chờ mình đi công tác về rồi sẽ tặng nhà chỉ cho bà nhé. 2 ngày nữa thôi. Mừng như trúng số độc đắc, tôi khoe ngay với mẹ. 2 ngày sau, cậu bạn tôi đến nhà
và chỉ cho một bài thuốc vô cùng dễ làm và dễ dùng. Chỉ cần chuẩn bị 2 quả bưởi, 1 cái chanh bỏ hạt phơi khô, 200g ngải cứu khô. Đem tất cả các nguyên liệu xào vàng, hạ thổ rồi ngâm với 2 lít rượu, 200g đường phèn trong 1 tuần cho ngấm rồi đảo đều. Để kỹ từ 3 tuần đến 1 tháng là có thể lấy ra dùng được. Uống thuốc hàng ngày, mỗi lần uống một chén nhỏ khoảng 5-10ml sau ăn. Thời gian đầu dùng thuốc, người bệnh sẽ đau đớn vì công thuốc, nhưng chỉ cần cố gắng chịu đựng thì từ ngày thứ 7 trở đi sẽ thấy cảm giác êm ru. Tôi vội vã mua đầy đủ nguyên liệu trên và ngâm rượu cho mẹ dùng. Đúng như lời cậu bạn tôi nói, sau 7 ngày mẹ tôi như tìm lại được niềm vui sống. Bà ăn ngon miệng hơn, đi lại dễ dàng và ngủ gần 5 tiếng liên tục mà không đau e ẩm mình mẩy như trước nữa. Tôi mừng lắm, dục mẹ uống đều trong 1 tháng liền. Sau đó, tôi gọi điện nhờ cậu bạn tư vấn xem nên uống tiếp thế nào. Cậu ấy cũng vui lây và bảo mẹ cậu bị đã lâu nên để bà uống đều đặn trong vòng 2-3 tháng. Sau đó nửa năm thì uống lại liên tục trong 1 tháng. Cách năm sau, mỗi năm uống một lần liên tục trong 1 tháng là được. Mẹ tôi đã chữa khỏi gài cột sống đơn giản chỉ bằng bài thuốc đó đấy. Tôi háo hức chia sẻ bài thuốc hữu dụng này cho bạn bè, họ hàng gần xa. Nhờ thế mà mẹ tôi đã có thêm nhiều đồng minh nữa trong cuộc chiến chống lại căn bệnh đáng ghét này. Và thật tuyệt vời, ngay sau liệu trình đầu tiên, mẹ tôi đã đủ sức khỏe để bay vào Nam, chăm chắc mới chào đời. Bà vui mừng lắm. Qua tìm hiểu, tôi được biết, trong dân gian có nhiều cách chữa gai cột sống, tận dụng những thảo dược dễ kiếm không có tác dụng phụ, nhưng thực tế áp dụng lại rất hiệu quả. Trong bài thuốc kết hợp từ các thành phần trên cũng rất có lý. Bưởi bưởi có những phytochemica ngăn ngừa chất prostaglandin làm viêm khớp xương. Theo đông y, muối bưởi có vị ngọt, chua, tính hàn, có tác dụng kiên tỵ, giảm ho, tan đờm, chữa rối loạn tiêu hóa, đau đầy bụng, khó tiêu, đau khớp. Vỏ bưởi tính ấm, vị đắng, ngọt, có tác dụng tan đờm, giảm ho, điều hòa khí huyết, giảm đau. Ngải cứu thì tính ấm, có vị cay, có tác dụng ôn hòa khí huyết, hay được dùng chữa các bệnh đau đầu hoa mắt, nhức buốt xương khớp, đau thần kinh tọa. Chanh có chức năng giải độc, bảo vệ thành mạch, tăng cường hệ miễn dịch và hạn chế tác hại của những gốc tự do để làm chậm sự lão hóa, từ đó tăng cường khả năng tự chữa gai cột sống. Theo đông y, lá, rễ và vỏ quả chanh có vị the, đắng, mùi thơm, tính bình, có tác dụng tán phan giải nhiệt, hoạt huyết, thông kinh lạc, tiêu đờm, tiêu thực, giảm ho, sơ tiết càng khí. Cây chanh thuộc nhóm 54 cây thuốc, có giá trị dược liệu cao nhất trong danh mục hơn 7.300 loại thực vật, được tổ chức Plant for a Future ở Anh Quốc phân loại và xếp hạng căn cứ vào giá trị dinh dưỡng cũng như dược liệu. Theo bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các vị thuốc trong bài đều có tính ấm, lại được ngâm trong rượu đế cũng có vị cay, tính nhiệt nên rất phù hợp chữa gai cột sống. Thêm nữa, vỏ bưởi và quả chanh đều có công năng hành khí nên có tác dụng chỉ thống giảm đau. Theo y học cổ truyền, thống đau là do bất thông, ứ trệ, tắc nghẽn. Các vị thuốc có công năng làm cho kinh mạch thông suốt, khí huyết lưu chuyển bình thường thì chứng đau thuyên giảm, chữa thoái hóa cột sống. Mong là mọi người khi áp dụng bài thuốc này đều sẽ thành công và vui vẻ sống khỏe như mẹ tôi nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mười lợi ích của hạt bơ đối với sức khỏe. Bơ là loại trái cây được yêu thích vì hương vị thơm ngon, bổ dưỡng. Trái bơ chứa nhiều axit béo cần thiết, có chất chống oxy hóa, protein, v.v. Điều đáng nói là hạt trái bơ cũng chứa nhiều thuộc tính rất có lợi cho sức khỏe nói chung và vẻ đẹp nói riêng. Trong hạt bơ chứa nhiều chất xơ, các axit amin cần thiết giúp dự phòng bệnh lý tim mạch, đau khớp, viêm dạ dày.
cải thiện các bệnh lý tim mạch. Ước tính có khoảng 70% các axit amin có trong hạt bơ. Tinh dầu hạt bơ giúp kiểm soát cholesterol, huyết áp và các biểu hiện tim mạch khác, có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện các cơn đau tim. Dự phòng các nhiễm trùng ở dạ dày. Những chất xơ có trong hạt bơ làm tăng nhu động ruột, giúp nhanh chóng đào thải chất độc ra khỏi cơ thể. Nhờ đặc tính kháng viêm, dùng điều trị các trường hợp tiêu chảy và rối loạn dạ dày ruột thường do vi khuẩn hoặc virus. Hợp chất phenolic có tác dụng bảo vệ niêm mạc dạ dày, dự phòng loét dạ dày. Dự phòng ung thư. Flavonoid trong hạt bơ có tác dụng giảm nguy cơ phát triển tế bào ung thư và các khối u ở loài gặm nhấm. Tuy nhiên, cần các thử nghiệm lâm sàng trên người. Ngăn chặn quá trình oxy hóa. Một lượng lớn chất chống oxy hóa có trong hạt bơ giúp sửa chữa các mô và điều trị các tế bào bởi các stress oxy hóa. Tinh dầu trái bơ thường dùng chống lão hóa da và tóc. Ngoài ra, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính liên quan đến tuổi tác. Tăng cường hệ thống miễn dịch. Hợp chất phenolic có trong hạt bơ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể, điều trị các trường hợp nhiễm virus hay dị ứng. Ngoài ra, có tác dụng kích thích cơ thể, tăng sản xuất kháng thể và tăng cường sức đề kháng. Tác dụng giảm đau, chống viêm. Các chất chống viêm có trong hạt bơ có tác dụng giảm đau, cảm giác căng cơ ở những bệnh nhân bị viêm khớp, viêm dạ dày, viêm đại tràng. Những axit béo giúp cải thiện lưu thông máu, giúp loại thải các chất độc và có tác dụng chống viêm mô tế bào. Dự phòng xuất hiện các nếp nhăn. Đây là một trong những điều thú vị nhất cho việc làm đẹp ở phụ nữ, giúp dự phòng các nếp nhăn và dấu hiệu lão hóa sớm. Flavonoid và chất chống oxy hóa có tác dụng giảm tác dụng của các gốc tự do gây nên, tăng sản xuất collagen và điều này giúp bạn có làn da trẻ đẹp. Tránh tóc bị khô, gầu. Ở những người có da đầu khô, thường hay bị gầu, tóc bị chẻ ngọn. Khi dùng dầu hạt bơ giúp cải thiện đáng kể, giúp bạn có mái tóc mềm mại, ống mượt và khỏe mạnh. Trong hạt bơ có chứa các chất béo tốt có tác dụng dưỡng ẩm tóc từ gốc đến ngọn, tránh những tác hại xấu do da đầu như nấm tóc, v.v. Giúp điều hòa tuyến giáp. Những chất dinh dưỡng có trong hạt bơ rất tốt cho những người bị thiểu năng giáp, có tác dụng làm tăng sản xuất hormone thyroid và tăng cường trao đổi chất, giúp dự phòng béo phì. Cung cấp năng lượng. Các chất dinh dưỡng có trong hạt bơ giúp tăng cường năng lượng về thể chất cũng như tinh thần, giúp bạn có ngày làm việc hiệu quả. Làm thế nào để tận dụng những lợi ích tuyệt vời của hạt bơ? Thay vì bạn bỏ đi, hãy phơi khô dưới ánh nắng mặt trời và bào nhỏ để có dạng bột. Sau đó có thể thêm bột này vào súp hay bất kỳ món ăn nào mà bạn cảm thấy ưa thích. Nếu muốn dùng nó vào mục đích thẩm mỹ, hãy cho thêm vào trong thành phần mặt nạ gồm sữa chua, trứng. Ngay từ bây giờ, hãy nên tận dụng những ưu điểm tuyệt vời của hạt trái bơ để tăng cường sức khỏe. Và một điều rất tuyệt vời cho chị em đó là có mái tóc mềm mại, ống mượt, làn da mặt trẻ trung. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Không ngờ, món ăn chữa dứt điểm gai cột sống rất dễ làm lại còn chống ung thư cực hiệu quả nữa nè. Nhiều người cứ nghĩ trời kêu ai nấy dạ, bệnh tật là lẽ thường tình, thế nên có bệnh thì nhận chứ phòng với tránh chi cho mất công. Thế mới có chuyện bệnh viện ung bướu lúc nào cũng chật kín người, còn các cây thuốc quanh mình thì bị bỏ quên ngó lơ. Có lần tôi có dịp nói chuyện với một người bạn ở nước ngoài, bạn ấy đang làm trong ngành dược. Chúng tôi có trao đổi email qua lại. Bạn ấy hỏi bên Việt Nam có nhiều cây xương rồng không. Tôi bảo nhiều vô số kể. Bạn nói chúng tôi đang nghiên cứu một loại thuốc chữa viêm khớp mà trong cây xương rồng có chất này để chữa bệnh rất hiệu quả. Lúc đó tôi mới ồ lên. Vậy mà dân mình đâu ai biết, đâu ai quan tâm. Nếu nhớ không nhầm, có lần đi Phan Rang chơi, tôi thấy ở đây xương rồng nhiều vô kể,
mọc hoang dại khắp các nẻo đường giống như biểu tượng của vùng đất quanh năm chỉ có 7 ngày mưa. Nhưng hầu như không ai biết loại cây này dùng để chữa bệnh xương khớp rất hiệu quả và chữa bằng cách nào. Lúc đó bản thân tôi cũng không biết, cho đến lần tôi có dấu hiệu bị xương khớp, đầu gối đau nhức kinh khủng. Tôi nhớ lại, có lần bạn tôi nói cây xương rồng có chất chữa khớp vi diệu lắm. Vậy là tôi mạnh dạn email cho bạn, rồi được bạn hướng dẫn thế này. Dù thuốc chữa xương khớp vẫn đang trong quá trình bào chế, nhưng bạn có thể chữa tạm thời bằng cách này hiệu quả lắm. Cứ lấy khoảng 3 đọt non xương rồng ba chia, dài chừng 10cm, loại thường dùng để trồng hàng rào. Nhớ lựa đọt non còn tươi xanh và một con cá lóc ruộng khoảng 250g. Cách thực hiện: bước 1, xương rồng mua về thì đem tỉa hết gai ở các cạnh, rửa sạch rồi bào hoặc sắp thành từng lát mỏng. Bước 2, cho một lượng muối vào xương rồng rồi bóp nhẹ, cho ra mũi xương rồng, đem xả với nước cho hết muối rồi lại cho tiếp một lượng muối vào xương rồng và bóp tiếp. Xả xương rồng lại lần cuối với nước sạch sao cho ra hết bủ. Bước 3, đem cá lóc làm sạch, bỏ hết nội tạng cá. Bước 4, cho xương rồng và cá lóc đã sơ chế vào nồi, kèm theo một chén nước, nấu trên lửa nhỏ liu riu cho đến khi thấy nước gần cạn, cá lóc vừa chín thì tắt bếp. Ăn cá lóc xương rồng trong ngày và ăn trong 5 ngày liên tiếp để xua tan những cơn đau nhức. Ngoài cách trên thì chúng ta có thể áp dụng cách khác dễ hơn, đó là uống nước ép xương rồng vừa đơn giản vừa chữa được rất nhiều căn bệnh chỉ với 1 ly mỗi ngày. Vậy đó mà dần dần tôi đã khỏi. Tôi cũng đem cách này chỉ cho bố của một người bạn bị đau cột sống. Đi khám thì bác sĩ bảo là gai cột sống. Mặc dù đã chạy chữa khá nhiều nhưng bệnh vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Uống thuốc tây y không thấy khả quan mà quá tốn kém, nên tôi chỉ lại cách chữa bệnh bằng xương rồi cũng khỏi. Vậy đó, nếu nhà nào có người bệnh đau nhức xương khớp thì dùng thử nha, biết đâu phước chủ may thầy. Ngoài ra, theo nghiên cứu y khoa tôi đọc được, từ các tài liệu cho rằng xương rồng có thể tốt với một số trường hợp sau: làm dịu chứng viêm khớp, ức chế sự di chuyển bạch cầu, hoạt động như một chất xúc tác trong sự phát triển của các bệnh viêm. Nó chứa vitamin A, B2 và C, rất có lợi cho những người bị viêm khớp dạng thấp, giảm đau và chống viêm. Tốt cho đường ruột, giống như một chất khử độc tự nhiên, nó có thể được sử dụng trong điều trị viêm túi mật và viêm đại tràng, và hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn tốt cho ruột. Ngoài ra, tính chất chống viêm của nước ép này giúp giảm viêm ở niệu đạo và bàng quang, đặc biệt là trong trường hợp sỏi mật và nhiễm trùng bàng quang, đường tiết niệu. Tăng cường hệ miễn dịch, uống nước ép xương rồng thường xuyên sẽ giúp bạn loại bỏ các loại virus gây hại trong cơ thể, nên giúp tăng cường hệ miễn dịch. Bên cạnh đó, hàm lượng phytochemical cao trong cây xương rồng ngăn chặn các khối u và tăng phản ứng miễn dịch trong cơ thể. Tốt cho phụ nữ. Đối với các chị em phụ nữ đang bị đau bụng kinh, bị chuột rút sẽ rất hiệu quả. Ngoài ra cũng hỗ trợ rất tốt trong việc kiểm soát buồn nôn. Giảm mỡ máu. Nước ép xương rồng rất giàu chất xơ hòa tan, làm giảm mức cholesterol LDL trong cơ thể. Nó cũng làm giảm quá trình oxy hóa chất béo, ngăn ngừa chứng xơ vữa động mạch, ngăn ngừa ung thư. Một công dụng khác của nước ép xương rồng chính là khả năng ngăn ngừa ung thư và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Nó có chứa chất chống oxy hóa beta-lactam cao, các chất chống ung thư tự nhiên được sử dụng thay thế cho hóa trị. Giảm nguy cơ thoái hóa. Khi kết hợp nước ép xương rồng với một loại trái cây giàu vitamin C sẽ giúp tăng khả năng bảo vệ tổng thể cho sức khỏe. Vì vậy, tiêu thụ thường xuyên nước ép xương rồng có thể làm giảm nguy cơ bệnh thoái hóa và ngăn ngừa lão hóa. Duy trì lượng đường trong máu. Việc tiêu thụ thường xuyên nước cây xương rồng có thể giúp duy trì lượng đường trong máu. Pectin, chất xơ hòa tan có trong nước trái cây này làm chậm tốc độ hấp thụ đường của cơ thể người. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.